Chào mừng các anh chị và các bạn đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z Dành cho các anh chị mới tham gia cùng AZFIN Việt Nam Ở trong chuỗi này chúng tôi mang đến các nội dung về quản lý tài chính cá nhân Và đặc biệt đó chính là những kiến thức chuyên sâu về đầu tư giá trị từ A đến Z Nhằm giúp các anh chị, các bạn có thêm những kiến thức, kỹ năng Để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chào mừng anh chị và các bạn đến với phần 1 chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z với chủ đề làm gì để giàu. 99% chúng ta đang là những cán bộ công nhân viên hàng tháng lĩnh lương. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể giàu có được? Thì đây luôn là một câu hỏi trăm trở đối với bất kỳ ai, ngay cả chúng tôi cũng vậy. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái vai trò quan trọng của việc đi làm nhận lương như thế nào. Thứ nhất, đó là nâng cao cái năng lực và gia tăng các cái mối quan hệ của chúng ta. Thì trong quá trình chúng ta đi làm, chúng ta sẽ học hỏi thêm được nhiều những cái kỹ năng mới, những năng lực mới để từ đó có thể là nâng cao toàn diện cái năng lực bản thân. Bên cạnh đó chính là các cái mối quan hệ không những đồng nghiệp mà quan hệ khách hàng, quan hệ xã hội, vân vân, từ đó giúp chúng ta cũng có rất nhiều những thứ thú vị, hữu ích cho bản thân mình. Yếu tố thứ hai của việc đi làm nhận lương giúp chúng ta có được cái nguồn tiền để trang trải các cái chi phí sinh hoạt của cuộc sống hàng ngày chúng ta. Và yếu tố thứ ba đó chính là tạo ra một cái nguồn tiền tiết kiệm để có thể đầu tư sinh lời cho các cái kế hoạch quan trọng trong tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, tuy nhiên không thể dựa vào tiền lương mãi được và chỉ nhờ lương thì rất khó có thể giàu có, thậm chí là không thể. Và muốn giàu có thì cần phải đầu tư và đâu là những lý do như vậy Thứ nhất đó là lương là thu nhập chủ động Còn đầu tư là thu nhập thụ động Thì các cụ nhà ta cũng đã có câu Tay làm hàm nhai, tay quài miệng trễ Điều này cho thấy rằng chúng ta đi làm công ăn lương Thì đó là còn đi làm thì còn tiền Nghỉ là hết tiền Hay là các cụ cũng có câu ráo mồ hôi hết tiền là như vậy Và ở đây bên tay phải tôi là một cái hình minh họa điều đó Đúng không ạ? Chúng ta cần phải chạy đua với thời gian, chúng ta cần phải bán thời gian để có được tiền. Đó ạ, nếu không chúng ta sẽ không nhận được đồng nào cả. Và con người thì có sức lực là hữu hạn, còn tiền thì là không biết mệt mỏi. Đây là một sự khác biệt rất lớn giữa con người và đồng tiền. Vì thế, lương có thể giúp chúng ta đủ sống, duy trì được cuộc sống hoặc có một cuộc sống thoải mái hơn nhưng lương không thể giúp chúng ta có thể tự do tài chính giàu có một cách đúng nghĩa được. Tiếp theo, tăng lương thì cần rất nhiều chi phí, còn đầu tư thì lại phát huy được lãi suất kép rất tốt. Đúng không ạ? Cái việc chúng ta làm lấy lương được minh họa gần như là chúng ta làm việc cho tiền đấy Và chúng ta muốn tăng lương thì cần phải tăng rất nhiều các chi phí để có được thêm đồng lương như là Thời gian làm việc thì khi tăng thời gian làm việc, dĩ nhiên chúng ta cũng tăng chi phí, hoặc là chúng ta muốn nâng cao kỹ năng chuyên môn, học hỏi vân vân để lên chức, tăng lương thì cũng cần phải chi phí bồi bổ những cái vấn đề đó thì đó mới có thể nâng cao được chuyên môn và nâng cao được kỹ năng thì từ đó mới có thể lên được cấp và tăng lương. Rồi tiếp theo, khi chúng ta muốn tăng lương thì rõ ràng kèm với đó là trách nhiệm cũng lớn lên rất nhiều. Điều này là một điều gọi là gần như là bắt buộc chắc chắn rồi. Ngược lại thì đầu tư khi vào guồng thì là một phương pháp lãi kép phát huy tác dụng tốt nhất và tự bản thân tiền sinh sôi nảy nở ra tiền. Và chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như các anh chị gửi đầu tư đơn giản nhất đi là gửi ngân hàng lấy 7% một năm đi thì tự tiền nó cứ đẻ ra tiền thôi. Năm sau lại đập cái tiền lãi đó vào tiền gốc và lại nhân lời tiếp. Ví dụ gửi 100 triệu thì năm đầu lãi được 7 triệu là 107 triệu. Năm sau sẽ lãi được là 107 triệu cộng thêm cộng thêm đó là 7 triệu 490 nghìn tiền lãi nữa tức là lãi được 7 triệu 490 nghìn rồi năm sau nữa lại tiếp tục gia tăng gia tăng điều đó là phát huy cái lãi suất kép đúng không ạ tiếp theo lương của chúng ta thì tăng theo cấp số cộng và chi tiêu tăng theo cũng rất lớn tôi lấy ví dụ như thế này nếu chúng ta làm nhân viên thì chúng ta đi một chiếc xe máy gọi là Way Alpha hoặc super dream hoặc một chiếc xe máy rất bình thường Đúng không? khi chúng ta lên được trường phòng thì chúng ta phải nâng cấp lên đó là phải đi một chiếc sh hoặc là phải đi một chiếc ô tô thì từ đó chi phí nó cũng gia tăng theo cũng giống như thế về vấn đề nhà cửa cũng vậy khi chúng ta làm nhân viên chúng ta có thể thuê một căn nhà À, một căn phòng nho nhỏ, nhỏ lừa khoảng 2 3 triệu một tháng. Nhưng khi chúng ta lên trường phòng thì chúng ta bắt buộc phải mua một căn nhà lớn hơn hoặc thuê một căn hộ gọi là sang hơn, từ đó chi phí nó cũng đi theo. Bởi vậy, cho nên đa phần chúng ta thấy rằng khi chúng ta tăng lượng thì về cơ bản tiền tiết kiệm của chúng ta bỏ ra không được đáng là bao, không tăng thêm được đáng kể, thậm chí gánh nặng còn lớn hơn. Tôi lấy ví dụ như này. Tôi có những người bạn ở Hàn Quốc. Ở bên đó thì họ thường như này, một khi lên sếp là họ thường phải đổi nhà, đổi xe, nhà to hơn, xe xịn hơn thì từ đó lại vay ngân hàng lớn hơn, áp lực trả lãi hàng tháng, hàng năm nhiều hơn. Đó, do đó có thể thấy rằng việc tăng lương cũng rất quan trọng, rất tốt nhưng đồng lương tăng thêm thì cuối cùng rút ra tiết kiệm tăng thêm không được đáng là bao nhiêu cả. Tuy vậy, tuy vậy thu nhập theo đầu tư thì như đã nói nó có thể tăng theo cấp số mũ nhờ cái việc lãi suất kép phát huy tác dụng ngoài ra việc tăng thêm một đồng thu nhập từ đầu tư thì chúng ta thường không mất các chi phí đi kèm một cách đáng kể thậm chí gần như không mất gì đúng không ạ và cái thu nhập từ cái việc tăng đầu tư thì là chúng ta bỏ ra được gần như toàn bộ mà không mất thêm các cái chi phí uh, như là nâng cấp xe nâng cấp nhà để phục vụ cái công việc tăng lương đó thì từ đó có thể thấy rằng chúng ta muốn giàu thì bắt buộc phải đầu tư còn lương từ công việc là cái giúp chúng ta có thêm các cái khoản chi tiêu sinh hoạt để có thể thoải mái hơn đôi chút mà thôi tiếp theo lương thì có giới hạn còn thu nhập đầu tư thì không giới hạn ở bên tay trái tôi đây chính là cái bảng top 10 công việc có mức lương cao nhất được thống kê bởi Finchith, à, năm 2021 2022 gì đó thì chúng ta có thể thấy các cái vị trí lương rất cao như là CEO ngân hàng chẳng hạn thì lương trung bình của họ là 350 đến 700 triệu một tháng tức là một năm thu nhập của họ đâu đó khoảng 5 tỷ đến khoảng độ 10 tỷ và thậm chí có thể cao hơn là 10 15 tỷ. Tuy nhiên, anh chị có thể thấy với cái mức lương như vậy thì nó sẽ không đáng là bao nhiêu so với các nhà đầu tư. Tôi xin lấy ví dụ, tôi có chơi cùng những anh bạn, tất nhiên đây cũng không phải là nhiều người như vậy, nhưng mà số người như vậy nhiều hơn số CEO ngân hàng ở Việt Nam rất nhiều. Bởi vì ở Việt Nam chỉ có hơn 30 ngân hàng thôi. Tức là có hơn 30 vị CEO được lương như thế này thôi Cộng thêm chủ tịch hội đồng quản trị các thành viên nữa Thì ở Việt Nam đâu đó cũng chỉ được vài trăm người có mức lương như vậy thôi Tuy nhiên những cái anh bạn chúng tôi chơi cùng lại có cả vài ngàn thậm chí hàng chục ngàn Thậm chí nhiều hơn nữa Đó là họ đầu tư đâu đó Đến bây giờ sau một thời gian tích lũy thì họ cũng có tiền triệu đô rồi Thì họ đổ bỏ vào đầu tư đâu đó khoảng độ 20 tỷ chẳng hạn Thì uh, khi mà họ đã đến cái mức này Tức là họ đã tham gia đầu tư một thời gian dài Kỹ năng lên, kinh nghiệm lên Rất giỏi đầu tư Cũng giống như các vị CEO ngân hàng Rất giỏi đi làm công an lương Thì họ có được một cái lợi nhuận đầu tư Trung bình đâu đó khoảng từ 10 năm Đến khoảng 40% một năm Thì tôi lấy, xin lấy ví dụ Họ đầu tư được khoảng 20 đến 25 25% một năm đi Thì như vậy với cái 20 tỷ họ bỏ ra Tức là một năm Họ cũng có được cái lợi nhuận từ bao nhiêu ạ? Từ 4 tỷ đến 5 tỷ đồng. 4 tỷ đến 5 tỷ đồng. Như vậy là cái mức lợi nhuận của 20 tỷ đầu tư sinh lời thôi thì cũng bằng gần bằng với mức lương của một CEO ngân hàng. Nhưng mà thưa quý vị rằng CEO ngân hàng lương như vậy thì họ chi bao nhiêu? Đó là CEO ngân hàng thì họ phải ở biệt thự, họ phải đi xe sang, họ phải chi tiêu những thứ đắt đỏ. Con họ phải học nơi này, nơi kia Gia đình họ phải đi du lịch chỗ này, chỗ kia Thì do đó thực tế Nếu tính về lương không của các CEO ngân hàng Về cơ bản họ chỉ bỏ ra đâu đó một năm Được đôi tỷ thôi Chứ cũng không quá nhiều Như vậy chỉ bằng một phần khá nhỏ So với mức 20 tỷ đầu tư Còn thực ra nếu mà so mức tương đương CEO ngân hàng Thì phải so với những nhà đầu tư Có khoảng độ 100 tỷ, 200 tỷ, 500 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ. Thì như vậy một năm họ sinh ra lên đến 50, 100, thậm chí 2, 300 tỷ từ hoạt động đầu tư. Tức là cao gấp đâu đó hàng chục lần so với tiền lương mà thôi. Và sở dĩ các cái CEO ngân hàng họ giàu ấy cũng không phải từ tiền lương đâu. Mà đó là từ đầu tư. Hay là quay đối chiếu sang bên này. Ờ, ông Trương Gia Bình chẳng hạn là chủ tịch FPT thì về cơ bản ông cũng là một nhà đầu tư vào chính công ty ông ấy. Thì việc lương của ông ấy ở công ty tôi cho rằng là cũng không cao. Mà cho dù trả đúng với sức lực lao động của ông ấy đi chăng nữa thì lương ông ấy thì cùng lắm thì cũng chỉ là 2 3 triệu đô đúng không ạ? Như vậy là 5 6 7 chục tỷ mà 100 tỷ đi chăng nữa. Nhưng điều đó thì nó không ăn thua gì so với việc lợi nhuận từ đầu tư của ông ấy. Tính riêng năm 2023, cổ tức của ông Trương Gia Bình đâu đó nhận được đã khoảng hơn 170 tỷ đồng, 170 tỷ đồng, tức là ít nhất cũng gấp mấy lần cái lương nếu ông ấy đi làm mà người ta trả ông ấy đúng với công sức của ông ấy. Điều đó còn chưa kể đến việc giá cổ phiếu của ông ấy cũng tăng giá. Riêng năm 2023 đâu đó tăng khoảng độ 2.6500 tỷ đến 2.600 tỷ đồng, đúng không ạ? Còn nếu tính trong vòng khoảng hơn 10 năm qua thì riêng cái giá trị cổ phần của ông Trương Gia Bình thì cũng tăng khoảng độ 7.800 tỷ tính thêm cả cổ tức ông ấy nhận trong hơn chục năm qua thì con số này thậm chí nó ở lên đến gần 10.000 tỷ đồng cơ đúng không ạ điều đó có thể thấy rằng lương thì có giới hạn và cũng không bao giờ là tăng vô biên không giới hạn được nhưng mà thu nhập từ đầu tư nó có thể tăng một cách mạnh mẽ liên tục theo nhiều trong nhiều thời gian liên tiếp liên tiếp như vậy hay là tỷ phú nổi tiếng Warren Buffett chẳng hạn ví dụ như là lương của các cái vị lãnh đạo cấp cao ở phú quân thì đâu đó một năm thì của các lãnh đạo của các công ty trong Fortune 500 nhé trung bình của họ một năm đâu đó khoảng độ 2 đến 3 triệu đô một năm nhưng mà chúng ta có thể thấy nếu về tài sản đầu tư của họ của những nhà đầu tư chẳng hạn thì họ thậm chí sinh lời rất lớn ví dụ ngày Warren Buffett chẳng hạn một năm sinh vài chục tỷ đô hay là những cái nhà đầu tư bình thường không thì họ cũng sinh ra được vài triệu vài chục triệu đô thì đấy là cái sự khác nhau giữa lương và thu nhập từ đầu tư đúng không ạ lương cao nhất cũng chỉ vài chục triệu, vài triệu đô vài chục triệu đô đối với mỹ nhưng mà thu nhập từ đầu tư cao nhất của người mỹ lên đến vài chục tỷ đô một năm ở việt nam cũng vậy lương cao nhất thì cũng chỉ lên đến 10, 20 tỷ, hay là hơn là 30 tỷ. Nhưng thu nhập từ đầu tư của những người cao nhất ở Việt Nam lại lên đến, đến hàng vài ngàn tỷ, thậm chí chục ngàn tỷ một năm. Tiếp theo, vậy thì cái yếu tố tiếp theo mà khiến cho lương về cơ bản là rất khó để giàu và phải thu nhập từ đầu tư mới giàu là bởi vì lương bị đánh thuế rất cao nhưng thu nhập từ đầu tư thì không hề bị đánh thuế cao như thế. Tôi lấy ví dụ trên đây chính là một cái bảng thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam chúng ta. Thì nếu những người thu nhập phần trên 80 triệu đồng một tháng thì họ phải trả tới 35% thuế thu nhập cá nhân. Anh chị lưu ý là 35% thuế thu nhập cá nhân đúng không ạ? Còn những người thấp hơn cũng phải trả mức thuế rất cao. Thế như vậy, giả định rằng ông CEO đi, ông ấy cố gắng rất rất cố gắng, ông ấy tăng thêm thu nhập của ông ấy mỗi năm thêm được khoảng độ tỷ đi, rất hoành tráng đi. Thì như vậy là ông phải đóng 350 triệu tiền thuế rồi. Ông ấy còn có 650 triệu. đúng không ạ? Đó, đóng thuế rất cao là như thế. Phải nói rất cao. Đó là những ông gọi là thu nhập rất cao đấy. Còn những người bình thường của chúng ta vẫn phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp anh chị ạ. À, đây, thuế suất có ở trên đây, vẫn phải đóng thuế. Hay là từ 80 triệu mà tăng thu nhập lên được trăm triệu thì đóng mất 7 triệu, thêm được 20 triệu thì mất 7 triệu tiền thuế mất rồi. Rất lớn. Nhưng mà đầu tư thì sao? Xin thưa mời các anh chị, trong 5 năm từ năm 2014 đến năm hết năm 2018, tỷ phú Warren Buffett đã tăng tài sản tới 23,7 tỷ đô la. Nhưng ông ấy chỉ đóng thuế có 24,3 triệu đô la mà thôi Nguồn này này chúng tôi lấy trực tiếp ở bên Mỹ Và anh chị có thể sợt báo nó cũng ra Tương ứng với 0,1% cái giá trị tài sản gia tăng thêm thôi Còn các anh chị thấy xem Những người làm công an lương xem Nếu ở mức thu nhập cao mất 35, 40% thậm chí 50% Thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước phát triển Còn ở Việt Nam phải 35% Còn quay về Việt Nam thì sao? Chủ tịch Trương Gia Bình chỉ phải đóng thuế có 8 tỷ đồng trong năm 2013 thôi, 2023 thôi có hơn 8 tỷ đồng. Do ông ấy nhận một cái mức cổ tức lên đến 170 tỷ, ông phải đóng 5% một số đó, tức ông phải đóng khoảng hơn 8 tỷ. Còn thuế thu nhập cá nhân của ông vẫn phải đóng nhưng nó rất nhỏ, không đáng bao nhiêu cả, tổng hơn 8 tỷ thôi. Trong khi tài sản năm 2023 của ông ấy tăng tới 2.700 tỷ, ông Trương Gia Bình... Đây chúng ta có thể thấy tăng từ 5.970 lên 8 rưỡi Tức là tăng 2.530 tỷ Nhưng mà tiền cổ tức của ông được khoảng 170 tỷ nữa Thế là tăng 2.700 tỷ mà ông phải đóng có hơn 8 tỷ tiền thuế thôi Hơn 8 tỷ tiền thuế thôi Như vậy anh chị có thể thấy là bao nhiêu phần trăm Bao nhiêu phần trăm Có 0,3% Tổng thu nhập Tổng tài sản tăng thêm mà thôi 0,3% nhé Đúng không ạ? Trong suốt hơn 10 năm qua Thì tài sản của ông Trương Gia Bình Đây chúng ta nhìn thấy ở đây Tài sản của ông Trương Gia Bình Nếu về cổ phiếu là ông tăng 7.800 tỷ Cả về cổ tức vân vân Ông ấy nhận được nữa Thì tức là hơn 8.000 tỷ Nhưng mà tổng mức đóng thuế của ông lại chưa đến 40 tỷ đồng Tức là chỉ 0,5% 0,5% mà thôi Đó Thưa mấy các anh chị là như vậy đó là thuế này chỉ đánh trên cái cổ tức ông nhận được Còn thực tế cái giá cổ phiếu của của ông ấy Tức là cái mức tăng tài sản lên ấy Từ 700 lên 8 rưỡi tăng 7.800 tỷ này Ông ấy không phải đóng một xu tiền thuế nào anh chị ạ Một xu cũng không phải đóng Một xu cũng không phải đóng Đấy là trao đổi cùng anh chị Và cái mức thuế Đóng trên cổ tức ông Trương Gia Bình nhận được ở Việt Nam Thì cũng chỉ mới bắt đầu tính Thưa anh chị, chỉ mới bắt đầu tính từ năm 2013 thôi. Còn trước năm 2013, thuế tất cả các loại cổ tức không bị đánh thuế một xu nào. Thế do đó, ông ấy không mất một đồng tiền thuế nào từ việc đầu tư cổ phiếu của ông ấy, từ việc nắm giữ cổ phần của tập đoàn FPT cả. Đó, thì điều đó cho thấy rằng thu nhập từ đầu tư là một cái thu nhập tương đối trọn vẹn. Còn Lương chúng ta càng cày thêm bao nhiêu thì chúng ta càng phải đóng thuế nặng bấy nhiêu. Tuy điều này uh, trên thế giới người ta cũng đã nói nhiều sự bất công này. Nhưng nó cũng rất hợp lý anh chị ạ. Nhưng nó cũng rất hợp lý. Chứ không hề bất hợp lý này một chút nào cả. Có điều chúng ta cần phải. Chúng ta cần phải. Gọi là biết nó để tận dụng nó. Để tận dụng nó. Đúng không ạ? Mức thuế 35% và mức thuế chỉ 0,5% mấy phần trăm mà thôi. Bởi thế cho nên mới thấy rằng những nhà đầu tư lớn, những tỷ phú giàu lại càng giàu thêm. Còn chúng ta nếu mà cứ đi còm cõi làm công ăn lương cố gắng hết mình thì cũng lại tất nhiên cuộc sống chúng ta sẽ tốt lên nhưng mà cái tốt lên không quá nhiều mà phải đóng thuế thu nhập cá nhân rất lớn gánh rất nhiều các cái loại thuế. Quý anh chị ạ. Tiếp theo à, đó là chúng ta nói đến cái mặt được của đầu tư nhưng cũng có mặt trái đầu tư đúng không ạ thì uh, những cái chủ đề đó chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi một trong thời gian sắp tới đúng không ạ bởi vì nhiều anh chị hỏi rằng ồ nhưng đầu tư nó cũng rủi ro hơn đúng không ạ nhưng mà chưa biết cái nào rủi ro hơn đâu đúng không ạ chúng ta sẽ trả lời ở sau và thay cho uh, cái kết luận của nội dung này thì chúng tôi có một câu như sau đầu tư có thể là thất bại Nhưng không đầu tư thì sẽ không thể giàu được Hay muốn giàu thì phải đầu tư Và ở cái phần tiếp theo Nội dung thứ hai Trong cái series đầu tư giá trị từ A đến Z Thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn Chủ đề tiền đâu để đầu tư Và xin chào Hẹn gặp lại quý anh chị ở phần 2.